Dạ em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương của em. Dạ hiện tại là hôm nay là mùng 2, ngày 2 tháng 1 năm 2021 của 22. Dạ bữa nay thì em đi vòng vòng ở dự án Phải Tay Cô City tả cảnh cho anh chị với cô chú mình ở nhà mình coi chơi. Ở đây có nhiều cái view mới lắm anh chị. Dạ thôi, để em đổi góc máy em quay cho anh chị coi vòng vòng ở ngoài cổng chơi nha. Để coi có gì mới không. Dạ hôm nay Tết Tây đó anh chị. Anh chị với cô chú mình đi chơi Tết rồi cũng dữ quá. Cũng có về thăm dự án rồi. Ở đây thì em đang ở ngoài cái cổng nè anh chị. Ở đây là cái bông gì em chưa biết nè anh chị. Đang nở lên đẹp lắm anh chị. Bông này chắc là Tết á. Tết là Tết mình đó anh chị. Nở ra nhiều lắm. Bông ở đây thì mới cũng được cắt tỉa lại mấy bụi bạch chinh rồi trong kia rồi. Bên kia thì em thấy cái bông tuyết sơn phi hồ đang nở anh chị. Đẹp lắm anh chị. Bông này thì nở chưa đều, chắc giờ tới Tết nở đều đẹp lắm anh chị. Rồi ở đây thì em thấy nè, em thấy ở đây mới thay mấy lá cờ, cờ đỏ sao vàng nè. Rồi bên đây là có cờ Phai Ta Group rồi Phai Ta Eco City đang tung bay trong gió. Còn đây ngoài đường 826 nó liền có đường Đinh Đức Thiện. Hôm nay em thấy ngoài đường rất là đông. Đi chơi Tết Tây á anh chị. Nay Tết này chắc được nghỉ 3 ngày nên anh chị đi chơi rất là nhiều. Rồi cũng có đi về tham quan rồi đi coi đất rồi nữa. Ở bên đây thì mình cũng có 3 lá cờ. 3 lá, còn thiếu 2 lá. Rồi. Em đi tả cảnh nha. Tả cảnh thì quẹo qua đây là giải Nasaki Cup 111 đang. Ở đây thì em thấy đang hoàn thiện hai cái ghế rồi, anh dịch còn cái ghế rồi. Vườn này là vườn Nhật đó anh chị. Vườn Nhật nhưng mà hiện tại là không có cây anh đào nào. Hiện tại là ở ngoài Đà Lạt cây anh đào nở ra rất là đẹp luôn. Mà ở đây mình chưa có trồng cây đào hết. Ở đây quán cà phê nè anh chị. Quán cà phê lưu gốc đó. Đây mình có cái sọp bự lắm anh chị. Này chuẩn bị mài lại. Mài lại mình ngồi ở đây. Đó, đẹp quá anh chị. Vườn Nhật ở bên dưới thì lót đá hết rồi. Đó, những cái anh chị thấy cái không gian xanh đó là món là mình trồng cây, trồng bông, trồng hoa rồi. Giờ sắp tới Tết rồi anh chị. Còn chắc cũng khoảng ba mấy ngày nữa không biết kịp không. Nếu kịp là anh chị mình về đây mình có cái view check in chụp hình nào đã luôn. Đèn đuốc giờ hiện tại anh chị, hiện tại là bữa nay cũng là đang vô lại nhiều lắm anh chị. Đèn để mình chơi tối rồi. Cảm cuộc sống bình yên. Khu này là khu Phai Ta Eco City nha anh chị. Nhiều lúc anh chị chạy tới khu đô thị mới năm sau là khu Phai Ta New City. Nó khác, bên đây là mình mặt tiền đường Đinh Đức Thiện nói liền với 826. 826 là có 23 căn shop ở ngoài mặt tiền. Với cái cổng cuộc sống bình yên rất là bự. Đây là những bụi bạch chinh được cắt tỉa rất là gọn gàng. Này giờ này là cũng khoảng 5 giờ chiều anh chị. 5 giờ chiều của ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2022. Xem lộn 21, 22 rồi anh chị. Ồ, cây sọp này đang chuẩn bị 2 lá nè anh chị. Đang chuẩn bị 2 lá. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì em nhớ mấy chị quá. Mấy chị thổi đường, mấy chị quét lá. Anh chị coi nè. Có một buổi đầu coi, buổi tối với buổi sáng là 24 tiếng nữa nè. 24 tiếng với những cây dầu nè, cây bàn Đài Loan nè anh chị. Anh chị coi lá nè. Rụng rất là nhiều luôn.
ở đây nên ngày nào cũng dọn hết. Nhưng mà ở nay chủ nhật không có chị nào dọn hết, buồn quá. Nên đường xá đồ lát cái dơ rất là nhiều. À, đại lộ Thiên Trường. Ở đây thì em thấy mấy anh mấy chị đang vô đèn, đội quân ánh sáng đang vô đèn thêm á, vô đèn màu gì nữa. Ở buổi chiều đi tập thi dọc đảo anh chị, chạy xe là lái những con xe đạp đồ, chạy qua xung quanh những hàng cây đồ. Vô đèn gì nữa anh Minh? Vô đèn gì nữa hả? Màu xanh thêm đèn nữa hả? Ừ, giải Phước Lý Ria và Sai nè anh chị. Trời, Tết anh phải lên đèn cho hai con lợn biển của em, nó giận em, không dẫn khách cho em nữa. Hôm giờ bán buôn không được, giá buồn quá. Để cho nó sáng lên. Lên đi. Rồi, hôm giờ lợn biển nó giận em vậy, nó không lên sáng đèn, giận bà con hàng xóm rồi bị ba không dẫn khách, giá buồn quá. Dạ, để em đi đường gì vậy ta? Bữa nay đường lá cây rơi nhiều anh chị. Vô tới mùa hai lá để đón Tết. Có cây thì ra lá sớm, có cây thì chưa ra, có cây thì lá dần vàng. Nhưng mà nói chung ở đây mình chịu khó mình quét lá cây. Như ngày nào em cũng quét anh chị. Em quét mà phải đầu tư thêm chiếc xe rùa nữa, quét đồ này nó mới tiện. Ở đây là giải Nasaki Shop House. Nasaki Shop House. Ở bên trong thì ở đây mình có giải nền. Sao anh chị phái ở gần shop house quá. À, đất nền ở đây thì anh chị mến yêu với cô chú mến thương của em đây cũng nằm hai bên, bên nào cũng có giáo. Và giờ ta chưa có bán anh chị ơi. Đợi giải shop house lên rồi. Này nọ có hoạt động rồi anh chị không? Thấy đá rồi. Bên đây cũng có rất là nhiều. Ở đây thì em đang thấy chú đang tập thể dục với những bài động tác cơ bản nè, dung đùi đồ lắc ngông rồi. Ở đây mát quá anh chị, buổi chiều mát quá, giờ này 5 giờ mấy rồi. Đâu là chim hiện tại giờ này cũng kêu. Thì anh quẹo qua đây đi, quẹo qua đường mới đây lạng cái là qua ra đường D18 nữa rồi nha. Ở đây nói chung đường nào vòng vòng mình chạy từ từ giết mình quen à. Hôm giờ em đi tả cảnh rồi, lúc nào cũng đọc tên đường cho anh chị, đường D có và tên có, không biết anh chị của chú mình có nhớ không. Ở bên này là đường Sưng Kiên nè, đường D14 là đường Sưng Kiên nè, đường D15 bên đây là đường Sưng Vinh nè. Cái đặc điểm của tuyến đường này là có trồng cây móng bò, hiện đang ra bông rất là đẹp. Dạ, thì quẹo ra đây, tiến tới một chút xíu nữa là tới đường Mỹ Kim với đường Mỹ Lộc, là cũng ra bờ hồ Cánh Sen. Ở đây anh chị thấy không? Đây là những bé có trai có gái, à, mình đang vui chơi nuôi đùa ở trong dự án, không khí rất là trong lành. Hiện tại là bộ môn rất là nhiều người yêu thích, đó là bộ môn đá banh. Đây mình chơi nhảy dây, mình chơi nói chung nhiều nhiều bộ môn đi chơi lắm anh chị. Hello mấy con. Chào mấy con. Bữa nay em đi patin nữa hả? Dạ. Hai người có cảnh quay xuất sắc luôn chú. Ngồi quay xuất sắc luôn, lấy dài ra đi patin đi chú quay nữa. Hello mấy con. Đăng ký cho con đi mà, con biết có ba người đăng ký. Đăng rồi, đăng ký cho con rồi. Đăng ký cho con hết rồi. Quá anh chị ơi, tới đây cái mic nó hết pin không biết, làm đi quay nãy giờ không có tiếng luôn.
Dạ thôi, ở đây thì em bỏ nhạc vô cho anh chị coi nha. Đây chủ yếu em đi qua đường D7 Xuân Trường, đoạn gần với giai đoạn 2, chủ yếu cho anh chị mình coi lại những lô đất nền, những nền nhà. Để hồi đem ghép nhạc vô. Mít hết pin không biết là quay đạp nó quá nổi. Thank you.